Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây. Tiếp tục với series đó chính là Mega Huyền Thoại Pokemon nha anh em ơi. Thì có hai cốt mới dành cho anh em trong cái tựa game Mega Huyền Thoại Pokemon này. Để mình sẽ lấy cho anh em luôn nhé. Rồi, chúng ta lâu lâu không vào chắc là được nhận rất là nhiều game đây. Tôi nghĩ tôi sẽ nhận được khá nhiều game. Có cả hoàn trả kim cương à? 720 game. Hay quá. Hay 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 hay. Đây, có một cái sự kiện là tổng kết sự kiện sôi nổi cuối tuần là niềm vui đầu tuần trước. Chắc là sẽ rơi tầm khoảng 1.000 game trước anh em nhé. Chúng ta vẫn đang có quá nhiều game. 1.000 1.003 ngon. Và một cái code nữa. Quà tặng fan cứng Giáng sinh và hết ngạn ngày hôm nay nha anh em. Anh em sẽ nhập nhanh trước khi nó hết hạn nhé. Gip code tiếp này. Ok. 2.000 kim cương. Ok. Uầy. Giá trị thật sự luôn anh em nhỉ. Quá là giá trị cho chúng ta luôn. Tôi xem còn cái code gì nữa không. Chắc là hết rồi. Tôi nghĩ là hết rồi anh em ạ. Không còn code gì đâu. Không có sự kiện đẩy ấy nhỉ. Đẩy đẩy kim cương nhé. Có sự kiện đẩy kim cương cái là ngon nghẻ ngay đúng không. Đẩy hết đi anh em ơi. Nơi xử. Rồi 7M VIP 5 đặc biệt vàng hết hết hoàn trả kim cương. Tôi tiêu càng nhiều kim cương thì sẽ lấy được cái mảnh con này anh em ạ. Nhưng mà đang không có cái sự kiện là rút thẻ. Không có. Có thì tôi đã lấy luôn con S cộng với lấy luôn con đấy luôn anh em ơi. Không không bao giờ cái hai sự kiện này nó sẽ kiểu là cùng một lúc nhỉ. Để tôi có thể lấy được cả con kia. Chúng ta chỉ cần tiêu đủ số kim cương thôi là chúng ta sẽ lấy được rất là nhiều nhiều con đấy đấy. Đây này. Cái sự kiện hoàn trả kim cương là chúng ta chỉ cần tiêu tới 35.000 nữa thôi là chúng ta sẽ nhận được khoảng ít nhất là 80 mảnh, ít nhất là một con. Nó hơi đắt. Nhưng mà cái hòm này hòm gì? Hòm bảo vật. Đấy. Và căn bản là chúng ta cũng sẽ nhận được hoàn sự kiện đã kết thúc rồi. Sự kiện đã kết thúc rồi anh em ơi. Không còn, tớ tưởng sự kiện này vẫn còn à. Nhưng mà đã kết thúc rồi ha. Những cái gì nhận miễn phí được thì chúng ta cứ nhận thôi. Hoa hồng này. Rồi hàng ngày này. Rồi ok, kim cương cái thứ đã xong. Phúc lợi dành cho chúng ta. Tiệc Pokemon tôi sẽ ăn bù ở đây. Ăn bù ở đây luôn. Phục hồi tài nguyên. 1 2 3 4 5 6 cái. Chúng ta có 6 cái. Tất cả anh em ạ. Đăng nhập tích lũy nhận quà. Nhận thêm được cái hoa hồng. Hạn giờ có gì không? Hạn giờ thì cũng không có sự kiện gì cả. Chúng ta sẽ có vượt ải X2. Thách đấu à? Lâu lắm tôi mới thách đấu cái mấy con boss này ha. Tiêu tiêu tiêu. Tiêu 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 tiêu. Ok anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ lên đập nó phát. Đấy như thế này. Khỏe phết anh em ạ. Nhờ. Khỏe đấy chứ. Mấy con này làm sao mà đỡ lại được chúng ta đúng không? Khỏe chưa? Rất là nhiều cái lá lửng có thứ tấn công anh em ạ. Mấy con này trâu ấy nhở. Máu nó trâu anh em ơi. Level nó cũng cao nữa. Nên sẽ hơi bị khó đánh cho chúng ta nhá. Hơi khó đánh đúng không? Tấn công ngay vào luôn. Rồi. Một đập cũng khỏe thế nhở. Nó trâu quá anh em ạ. Đánh mãi không không không
không xi nhê gì luôn ý. Con này nó trâu quá, quá trâu bò, quá trâu bò dành cho chúng ta luôn. Đánh cực kỳ khó nhằn nhờ, không hề dễ một tí nào để có thể đập được mấy con này. Đó, không sao, không vấn đề gì anh em nhờ. Tôi vẫn đang cố gắng đánh nốt cái con này nữa là xong. Đấy. Tấn công thật mạnh đúng không? Rồi, cuối cùng chúng ta đã xong. Cái team này mình vẫn phải bị mất một con anh em nhé. Không thể nào mà chúng ta có thể là đỡ được con này. Ok, chúng ta vẫn phải đánh thế này thôi. Chúng ta sẽ cần làm thêm một ít cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ ở đây nữa. Tôi là một kẻ hà tiện này, lấy cái miễn phí cái vàng ở đây nha. Rồi, ok, tiến bộ hàng ngày từng chút một. Tôi đang xem là tiến bộ hàng ngày kiếm con level 1 nào mà đập thôi. Mà đập lên thôi, Onyx này anh em. Onyx là quá hợp lý luôn. Đột phá này, kỹ năng này, trang sức này. Rồi, ok, đã xong. Con này tất cả nhiệm vụ đã xong. Chúng ta sẽ vượt phủ bản nhé. Vượt phủ bản, mình sẽ lấy vượt phủ bản SP đã. Tính sao? Phủ bản vàng này. Ok. Tiêu 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 tiêu. Xong rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng quyên góp gui ở đây. Ta đã xong cái quyên góp gui cũng xong. Ai dám đánh nhau với tôi? Đập mấy con này thôi, đơn giản. Nhận phần thưởng ở đây. Để thách đấu mảnh vạn năng. Shop sủng mua được cái gì không? Cái này hôm nọ mua rồi, nên hôm nay không cho mua nữa. Chúng ta lại vừa vượt đại cốt truyện 10. Ui, map này không thể nào đập được luôn. Đúng kinh dị luôn. Ok, xong rồi anh em ơi, chúng ta sẽ mua một vài cái ống năng lượng nhá. 1, 2. Thử thách ưu tú anh em ơi. Vẫn sẽ là 3 lần thôi. Đơn giản chưa? Rồi, chúng ta đã xong. Và tôi sẽ nhận tất cả phần quà dành cho mình. Rồi anh em ơi, tiếp tục mở cái này ra. Kim cương, xu đặc quyền kim cương. Tiếp tục mở cái này ra thêm. Kim cương gói vật liệu. Rồi đấy, chúng ta đã xong. Tất cả các thứ đã xong. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.